哦啾啾班，童话里做英雄。哦啾啾班，热血心中流动。哦啾啾班，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。小看大肚腩，说到勇敢，说到机灵，他是一级棒。喂喂喂，别在他面前逞强，所有左耳分子一旦见到他，闪一旁。而他很简单，他最爱吃冰激凌、棒棒糖。朋友不管遇到什么困难，有他助手下就不用烦。哦，举举棒。做英雄，哦，举举棒，热血心中流动，哦，举举棒，一切掌握手中，让世界更美好，坚持就一定成功。cuộc đấu tay đôi của số phận。Ai vậy? Super Queen. Super Queen, anh làm gì ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Super Queen, sao anh lại tấn công thần hổ? Ta đang tấn công kẻ thù của mình. Tại sao lại hỏi vậy? Anh phản bội chúng ta à? Đừng nói những chuyện vô nghĩa nữa. Hãy nhận lấy. Chắc họ bị Long Vương bỏ bùa rồi. Chúng ta cần tìm cách để họ thức tỉnh. Cẩn thận đó. Tỉnh dậy đi. Ta nói rằng ta đã bị kiểm soát khi nào vậy? Đừng có tự mình suy diễn. Ta đang làm tất cả điều này cho bản thân mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta không thể hòa thuận ngay từ đầu. Một tân binh không có niềm tin, luôn nói những chuyện vô nghĩa. Hôm nay sẽ là ngày diễn ra trận đấu giữa hai ta. Vậy thì tôi sẽ đánh bại anh. Sao cậu lại làm như vậy? Đáng lẽ cậu phải dùng chúng để đánh bại Long Vương chứ. Thời thế đã thay đổi. Đất nước này đã quá mục nát. Nếu không phải là Long Vương đã bí mật giúp đỡ thì chúng ta đã chết cả rồi. Hãy gia nhập cùng chúng tôi. Hãy làm theo lời chủ nhân. Không bao giờ. Vậy hãy xuống địa ngục đi. Sao ngươi dám cản đường ta?
Cậu ổn chứ? Tớ chỉ vô tình rơi vào giấc ngủ. Điều đó không có nghĩa là sẽ dễ dàng giết tớ. Tay sai của Long Vương, đến đây nào. Ngươi sẽ hối tiếc vì điều này. Ta đã dạy ngươi rất nhiều điều trước đây. Ít nhất là ngươi có thể học được một chút chứ. Ngươi chỉ giỏi về tốc độ, ngươi không giỏi về sức mạnh. Ngươi thật là vụng về để có thể ghi điểm. Linh hồn của đất. Ngươi cũng không ném chúng ta đâu. Linh hồn của đất. Zizibon, nếu cậu tham gia cùng chúng tôi sẽ để cậu đi. Việc đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Bây giờ là trận chiến giữa tôi và anh. Thôi nào, đừng quá tự hào như vậy. Thôi nào, nhận thua rồi chứ. Xin chào, có khỏe không? Thật là rắc rối. Dừng lại. Ngươi bị điên rồi. Anh ấy chỉ là một người bình thường. Sao ngươi dám tấn công một người không có vũ khí cơ chứ? Một người bình thường. Thôi nào, đó là một tên trộm. Ta lẽ ra đã tống chúng vào tù từ lâu rồi. Vô lý, tôi đã thay đổi từ lâu rồi. Đủ rồi, dừng lại đi. Quả là một tân binh. Ngươi sẽ không bao giờ giỏi hơn ta đâu. Zizibon, hãy sử dụng nó đi. Zizak à. Zizak ơi, thanh kiếm của anh nhỏ quá. Hãy xuống địa ngục đi. Đợi đã. Zizak ơi, đây là đồ giả. Không không, đó là thanh kiếm thật mà. Ôi không. Tốt rồi.
nhìn đây, Super Quy. Hãy nhìn ta đi. Sức mạnh ngủ lên bóng tối vùng xương giá. Sức mạnh ngũ đinh phượng hoàng lửa. Bobby, tỉnh dậy đi. Đừng lại gần tôi. Tôi sẽ khóc đó. Khóa ngủ lên. Đại ca. Đại ca. Super Quy, Bobby, các người đã bị bắt. Bobby, hãy lo vụ này. Hãy trông chừng họ. Đại ca. Đại ca. Shishibon, cậu phải cẩn thận. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.